Alo, các vị có nghe rõ không? Alo. Dạ, nghe rõ lắm sư. Dạ rồi. Cái pháp thoại trưa nay chúng tôi nói về một cái chuyện mà tôi cho rằng nó rất là thiết thân, nó rất là quan trọng trong cái nhận thức và hành trì của người tu sĩ nói riêng và cái người đệ tử Phật á, tu Phật, học Phật, tin Phật á, nói chung. Đó là tôi sẽ nói nhiều về cái chữ nhân quả. Người không có biết Phật Pháp á, chỉ cần họ lớn lên trong cái xã hội Việt Nam, xã hội Trung Hoa, Nhật, Đại Hàn thì đều biết cái chữ nhân quả. Thậm chí họ còn ít nhiều liên tưởng tới Phật giáo. Mặc dù cái khái niệm nhân quả mà nói cho rốt ráo thì nó là một cái nguyên tắc khoa học. Mà đã nói khoa học thì đó là nguyên tắc của vũ trụ nha. Nhưng mà từ Phật giáo thì người ta lại biết đến một cái góc cạnh khác của chữ nhân quả. Ở ngoài đời thí dụ như nói đến nhân quả là cái lực tác động và cái phản ứng thì gọi là nhân quả. Thì cái đó, cái nguyên tắc này là cái cặp này nè, cái cặp nhân quả này nó chi phối toàn bộ đời sống của chúng ta. À, một cái chiếc lá nó là nhân, nó rơi xuống nó tạo ra tiếng động trên cái bậc thềm, đó là nhân quả. Mình nấu ăn đó là mình là gieo nhân và mình có một bữa ăn đó là quả. Mình đứng ngoài nắng á, thì nó là nhân, rồi mình bị nóng, bị đổ mồ hôi đó là quả. Rồi những phản ứng hóa học ở trong phòng thí nghiệm những cái nguyên tắc vật lý cũng chỉ là những nguyên tắc nhân quả thôi. Cho nên là cái khái niệm nhân quả thật ra đó, nó là một cái khái niệm phổ cập và nó bản thân nó là một nguyên tắc vũ trụ chứ không riêng cho Phật giáo. Nhưng mà từ Phật giáo chúng ta biết thêm một cái cạnh khác, đó là cái vấn đề báo ứng. Thì nghe cái chuyện chỉ riêng hai chữ nhân quả đó thì nó đã bao trùm toàn bộ vũ trụ và toàn bộ kinh Phật cũng nằm trong chữ nhân quả thôi. Có một điều đó là trưa nay tôi muốn nói một góc cạnh nhỏ của chữ nhân quả, nói ở một cái khía cạnh mà bà con sơ cơ cần phải lưu ý một cái đặc biệt. Đó là toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là một cái chuỗi ngày tháng tiếp nối của nhân quả. Và nói một cách rốt ráo đó, thì toàn bộ đời sống của mình chỉ là nhân và quả cộng hưởng với nhau. Nó tạo ra cái mình gọi là đời sống. Nha. Nói xa một chút thì từ cái nhân là tham sân si phiền não, không? Chúng ta mới làm các cái nghiệp bất thiện. Làm các nghiệp bất thiện. Bất thiện này là gì? Tức là những cái việc mà làm khổ người, làm khổ chúng sinh khác, bao gồm người và thú, chim, cá nói chung, côn trùng cũng nằm trong đó. Thì bất cứ cái việc gì mình nói, mình làm, mình suy tư, mình nhắm đến cái mục đích làm hại, làm khổ chúng sinh khác, phải gọi là máu đổ lệ rơi, hoặc là làm cho người khác phải khó chịu, phải đau đớn, thì tất cả những cái việc đó, dù là qua ngôn từ hay là qua tư tưởng hay là qua hành động cụ thể, thì đều được gọi là ác nghiệp hay là nghiệp bất thiện. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là nghiệp thiện, tức là tất cả những cái suy tư, suy nghĩ, những cái ngôn từ nói năng hay là những cái hành động cụ thể bằng tài chính mà nó được thúc đẩy bởi cái thiện chí, thiện tâm, đem lại cái niềm vui, đem lại lợi ích cho người khác, thì tất cả những cái đó được gọi chung là thiện nghiệp hay là nghiệp lành. Nhớ vậy. Còn nếu mà nói theo Đà thì thiện nghiệp là sáu căn mà nó biết sáu trần bằng tâm lành, thì đó gọi là thiện nghiệp thiện. Còn cái nghiệp ác á,
đó là sáu căn mà biết sáu trần, cái tâm bất thiện, cái tâm tham sân si nhỏ mọn ganh tị bụng sỉnh tị hiềm ích kỷ, thì đó gọi là tâm bất thiện, không? Gọi là nghiệp bất thiện. Thì là như vậy mình có một cái định nghĩa gọn, nghiệp thiện, toàn bộ đời sống là được chi phối bởi nhân và quả, và trong cái nhân quả đó đây tôi chỉ lấy ra một phần thôi, một phần của cái nhân quả đó, tức là hồi nãy tôi nói đó, nhân quả nó có hai, một là nó có liên hệ đến diện báo ứng gồm có thiện ác, còn đó thứ hai là nhân quả vô tính, có nghĩa là chỉ nói đến cái lực tác động và phản ứng thôi. Ví dụ như chiếc lá là nhân, rồi cái nó rơi xuống nó tạo ra tiếng động là quả, thì đó gọi là nhân quả vô tính, nó không để lại một cái gọi là báo ứng. Còn cái nhân quả mà báo ứng ở đây đó, có nghĩa là việc thiện việc ác đời này nó thông qua suy nghĩ, hành động và ngôn từ chúng ta nó để lại một cái hậu quả cho đời sau kiếp khác, hoặc là một cái việc làm chúng ta làm nó để lại một cái hậu quả, một cái dư hưởng, dư chấn, dư âm, dư vị cho đời sau, thì cái đó được gọi là quả lành. Thì như vậy thì cái nghiệp thiện chính là sáu căn biết sáu trần bằng cái tâm lành, nghiệp ác tức là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu, và từ đó suy ra hạnh phúc chính là sáu căn biết sáu trần như ý, còn đau khổ thì cũng chỉ đơn giản là sáu căn biết sáu trần bất toại. Đây là những cái công thức bắt buộc phải nhớ vào tụ lòng nha. Rồi, do cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp cho nên chúng ta có khuynh hướng sống ác nhiều hơn sống thiện, nhớ nha. Bắt đầu bội giảng thì tôi nói hơi buồn ngủ một chút, nhưng bắt buộc phải qua cái giai đoạn buồn ngủ để được ra. Do cái thói quen nhiều đời đó, chúng ta thích sống thì sống ác hay là sống thiện, dễ lắm các vị, muốn biết tôi nói đúng hay sai dễ lắm các vị thử nhìn lại bản thân mình trong một ngày, trừ lúc ngủ, trừ ra lúc ngủ từ lúc mình thức có bao nhiêu phút giây mà mình sống lặng, sống biết nghĩ lợi ích của người khác. Đa phần là mình nghĩ chuyện cá nhân hoặc là chuyện hại người không à. Một là chuyện cá nhân như là hưởng thụ hay là tích cóp, một là hưởng thụ hay là tích cóp, ba là tình cảm ghét thương, hoặc là nghĩ chuyện ba cái chuyện tào lao không có lợi ích gì cho mình cho người. Một ngày ấy, thì trong suốt cái thời gian mình thức ấy, là toàn suy nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Thì chính vì cái thói quen bất thiện nó mạnh hơn cái thói quen thiện lành hơn, cho nên cứ mà sanh ra đó là cái chuyện bất toại, cái chuyện bất trắc bất tường nó đổ xuống đầu mình nó nhiều hơn. Các vị tính từng cá nhân đi, mỗi người trong một ngày như vậy, cái lúc mình vui so với cái lúc mình không có vui, cái nào nhiều? Lý do đơn giản thì cái ác mình nó nhiều hơn cái thiện, cho nên cái quả nó trổ ra là cái giây phút mà một ngày mà nó vui ít hơn là nó không vui. Đấy, đó là nói về cá nhân. Xin lỗi. Còn nói đến đại quần chúng, cả 7 tỷ người trên hành tinh này, cái số người mà sống mà như ý tội nguyện nó không có nhiều, nó chỉ là 1% thôi, 1% thôi. 99% còn lại đó là sống bất toại, có nghĩa là muốn mà không được, thiếu hụt về cái điều kiện văn hóa, điều kiện giáo dục, điều kiện y tế, điều kiện đi lại, điều kiện truyền thông, những thậm chí những cái nhu cầu tối thiểu đời sống như ăn ở mặc, thì hơn phân nửa nhân loại là bị hụt, bị thiếu hụt về những cái điều kiện rất đổi là căn bản, rất đổi là thiết yếu đó, tức là ăn ở mặc đó, thì hơn phân nửa nhân loại trên hành tinh này bị thiếu ba cái điều kiện ăn ở và mặc. Mà tại sao như vậy là bởi vì tôi quay trở lại cái nguyên tắc căn bản là mình có khuynh hướng sống ác nhiều sống thiện. Thứ hai, cái lòng tham của phàm phu không biết sao cho nó đầy, em mà nó muốn một mà nó được một thì nó lại muốn hai, mà nó được hai nó lại muốn 4, 8, 16, 32, 64, nó cứ như vậy thôi. Cho nên thứ nhất nói về quả, chúng ta khổ vì quả, có nghĩa là cái quả bất thiện, quả ác mà nó nhiều hơn quả thiện, vì mình tánh ác mà, hễ nhân ác nhiều thì quả ác nhiều, quả ác nhiều thì mình khổ. Đó là thứ nhất là mình khổ vì cái quả xấu đời trước. Cái thứ hai mình khổ là vì nhân ác là sao, có nghĩa là tối ngày cứ là tham sân si, chạy theo cái thích mà trốn cái ghét, mà hễ mà trốn không được cái ghét là khổ, mà kiếm không được cái thích lại là khổ. Như vậy chỉ cái tham với cái sân nó làm cho mình khổ như điên,
Còn cái si thì không có nói tới, bởi vì ở đâu có tham thì đâu có si, ở đâu có sân thì đâu có si. Nhớ cái đó. Và cái chuyện mà tôi muốn nói trưa nay là cái gì? Đó là đời sống và cuộc tu của mỗi người trên cái tinh thần nhân quả mà tôi vừa trình bày. Thì các vị thấy cái khuynh hướng của mình á, là ai cũng muốn có quả lành ở trên, ai cũng muốn mình đẹp, giỏi, sướng, ai cũng muốn mình toại nguyện về danh, về lợi, về tình cảm, không? Về vật chất, tinh thần, ai cũng muốn mình có kiến thức, có học vị, có quyền lực, có uy tín, ai cũng muốn. Mấy cái đó toàn là quả lành không à. Quả lành thì ai cũng mê, cũng ham, cũng theo đuổi. Nhưng mà nó khổ một chỗ, quả lành thì ham, mà nhân lành thì lại lười. Các bạn nghĩ có chịu nổi không? Có vô lý không? Quả lành thì ai cũng mê, ai cũng mê mình đẹp, ai cũng mê mình toại nguyện về gia đạo, về tình cảm, về quan hệ xã hội, về vật chất, tài sản, trí tuệ, tri thức, ai cũng mong mình số 1. Nó khổ một chỗ là ai cũng mơ cái quả lành đó, nhưng mà nó cái nhân lành thì không thấy ai hết trơn. Nó khổ như vậy đó. Nó khổ ở chỗ đó, mình biết đạo rồi đó, trên đầu là có Phật rồi đó, vậy đó, mà trong tim mình toàn là ma chướng không rồi nha. Cho nên bây giờ mình trả lời cái chuyện tu của mình. Đấy. Lạy Phật. Mà trong khi đó mình quên rằng có hai cách tu, tu nhân và tu quả. Tu nhân đó là mình lạy Phật để mình học cái gương lành của Phật, mình sống như Phật, mình ăn, mình mặc, mình ở như Phật, mình suy tư nói năng như Phật, hành động như Phật. Thì lúc bây giờ đó là mình đang tu nhân. Rồi đằng này là mình vô chùa là mình cứ cầu quả không à. Cứ không có bắt chước cái nhân lành của Phật mà cứ ngó mấy cái quả lành của Phật để mà mơ. Ví dụ như mơ thấy Phật có thần thông nè, rồi Phật có cái hảo tướng nè, thấy Phật có trí tuệ nè, thấy Phật có bao nhiêu cái hay ho mà mình đều mơ hết, nhưng mà cái hạnh Phật thì mình cũng theo. Rồi từ đó nó mới dẫn tới cái chuyện ai cũng mơ mình được trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất nhưng mà không có chịu học đạo, ai cũng mơ mình là nhớ giỏi như ngài A Nan mà không có chịu tu chánh niệm, ai cũng mơ mình là có thần thông như ngài Bửu Kiền Liên hết á nhưng mà không có chịu tu thiền định, ai cũng mơ mình dễ thương như ngài Punna Phú Lô Na nhưng mà không chịu nhẫn, các bạn thấy khổ chưa? Ai cũng mơ mình được gọi là tài lộc tràn trề vô tận như ngài Siva Lý nhưng mà hành bố thí thì lại không, các bạn nghĩ có vô lý không? Đó. Cho nên cái phép niệm Phật ở đây đó, chỉ tôi đang nói về phép niệm Phật đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì niệm Phật là phải học theo, noi theo cái hạnh của Phật, cái nhân lành của Phật chứ. Đó, cái đó mới cái quan trọng. Cái quả lành của Phật để mình nhìn, để mình lấy nó làm cái chiều chỗ nhắm tới thôi. Chứ mà cái quan trọng nhất là phải tu cái nhân lành của Phật, cái hạnh lành của Phật. Rồi niệm pháp không phải là mình cứ niệm cái bài kinh Ân Đức Pháp Bảo, Ân Đức Tăng Bảo, rồi mình cầu các quả lành cũng phải. Mà niệm Phật là nhắm tới những cái hạnh lành của Phật để mà mình bắt chước. Niệm pháp là ghi nhớ những lời dạy của Phật. Niệm tăng là ghi nhận, tưởng nhớ đến những cái đoàn thể thánh chúng. Ở đây tôi nhấn mạnh chữ thánh chúng nha. Chứ còn cái phàm nó phiền lắm. Cái phàm nhiều khi quý vị mến thầy nào đó nhưng mà lại bất mãn thầy khác. Cái khổ vậy, như vậy cái tăng bảo mình không được trọn vẹn. Là chưa kể ông thầy đó bữa nay mình thích nhưng mà ngày mai mình không thích. Bữa nay mình nghe người ta khen, bữa mốt nghe người ta chửi, cái lòng nó dao động. Bởi vì chúng ta biết trong kinh Đức Phật ngày dạy đó, trong Tăng Chi mà lẫn trong bộ Nhân Thi Thiết, trong A Tỳ Đàm của kinh Tạng, thì ngài có đường nói một chuyện đó là chúng sanh trong đời thì luôn luôn sống hướng tới thần tượng, luôn luôn sống hướng tới cái thần tượng, ai cũng vậy hết. Dầu một cái người nhà quê ở miền Tây Nam Bộ thì cũng hướng tới Lệ Thủy, Úc Bạch Lan, Úc Trà Ôn, ai cũng nhắm tới thần tượng hết. Rồi mình đi chùa thì mình, nếu mình thích thiền thì mình thích vừa thượng Nhất Hạnh, thích vừa thượng Tịnh Tự. Rồi nếu mình dân ăn học thì mình thích vừa thượng Quyền Vi, vừa thượng Thiện Châu, vừa thượng Minh Châu. Nói chung là bây giờ mình trong nước mình có thêm vừa thượng Chân Tính, chùa Quảng Pháp, vừa thượng Tòa Nhật Từ, chùa Giác Ngộ,
tôi hòa thượng Thanh Phong, hòa thượng gì đâu mà chùa Ba Chúc, nói chung á là mình ai trong đời cũng có thần tượng. Thần tượng đó có thể là một ca sĩ, một diễn viên, một linh mục, một hồng y giáo hoàng, một nguyên thủ, một chính khách, hay là một hòa thượng, một danh tăng, một thiền sư, một giảng sư, bla 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 bla, ai trên đời cũng hướng tới thần tượng. Và ngài nói rằng cái cách mà chúng sanh hướng tới thần tượng nó chỉ có bốn trường hợp. Trường hợp một gọi là rupa maman á, có nghĩa là nhắm tới cái vẻ ngoài của cái đối tượng đó, nhìn đối tượng đó trang nghiêm, hảo tướng, hoặc là đẹp đẽ, kiều diễm, tuấn tú, khôi vĩ, mình mê. Đó gọi là mình từ đó mình đi theo luôn, mình thần thờ phụng, mình thần tượng, mình đội đầu mình. Thì cái đó gọi là đánh giá người qua cái vẻ ngoài, gọi là rupa maman á. Cái hạng thứ hai nó gọi là rosa maman á, tức là tìm đến thần tượng thông qua cái tiếng tâm của đương sự. Có nghĩa là mình cũng chẳng có màng Phật pháp là cái gì hết, mình cũng chẳng có màng ba cái thiền định, định là cũng chẳng màng. Nhưng mà có điều mình là Phật tử mà mình nghe cái tiếng của làng Mai kinh pháp, mình nghe nói về Hòa thượng Nhất Hạnh là nhân vật là Phật giáo số 2 sau Đức Đại Lama Ma, đã gây ảnh hưởng lớn cho cái giới trí thức Tây phương. Nghe cái tiếng đó mình chịu quá rồi, mình liếc mắt vô trong làng Mai mình gặp toàn là dân bác sĩ kỹ sư trùng trùng điệp điệp trong đó. Mình thấy bản thân Hòa thượng là một người có tiếng mà học trò đệ tử Hòa thượng toàn những trí thức, rồi cái hoành tráng cái bề thế của làng Mai mấy chục mấy trăm mẫu đất bao la bát ngát, tất cả những cái tiếng tâm đồn thổi về làng Mai đã làm cho mình mê làng Mai, mê cái tăng thân của làng Mai, mê Hòa thượng Nhất Hạnh. Như vậy thì mình đến Hòa thượng Nhất Hạnh đây không phải là do cái vẻ ngoài, mà đến cho cái tiếng. Giờ cái tiếng, có nhiều khi cái ca sĩ đó, cái diễn viên đó mình không có thích lắm, nhưng mà do cái tiếng họ lâu ngày mình thần tượng người nào mình hay đó. Cái trường hợp thứ ba đó gọi là lưu cấp ám màn đó. Trường hợp này nó hơi đặc biệt, trường hợp này dành cho các đối tượng tinh thần nhiều hơn. Có nghĩa là mà một cái nhiều khi mình đến cái vị tăng nó không phải là vì hảo tướng, mà vì thấy kiểu vị đó có cái nếp sống thanh bần, bần tăng khổ sải, kiên khem khổ hạnh, giản dị, nghèo khó, thì tự nhiên mình thấy cái mình thích. Rồi cái trường hợp cuối cùng đó gọi là hamapaman á, tức là mình đến với đối tượng đó là bằng cách là mình xét qua cái cảnh giáo pháp. Cái nhân vật đó có cái gì để mình nghe hay không, nhân vật đó có cái gì để mà mình nhìn theo, mình noi gương hay không, lúc giờ mình dựa tiêu chuẩn chánh pháp là nhớ nha. Như vậy thì có bốn cách để mình tìm đến với một thần tượng. Thì bây giờ tôi trở lại vấn đề niệm Phật. Có người đến với Phật là do tin đồn thổi, nghe nói là chùa đó linh, mà trong khi Phật thì tất cả tượng Phật đều là kim thân của bổn sư hết. Nhưng mà mình đặc biệt là mình thích cái tượng đó, là vì cái tượng đó nó nằm ở trong cái đền, cái miễu, cái chùa, cái tự viện nào ở trên núi, trong rừng ấy, ở phố, ở thôn nào đó. Cho nên lúc giờ mình đến Phật không phải là vì trên tinh thần chánh pháp, không phải vì mục đích tu học giải thoát, mà đến là vì tiếng đồn của thiên hạ. Hoặc là mình thấy trong các vị giáo chủ không có vị nào đẹp hơn bằng Đức Phật hết á, thì mình tự nhìn cái nét mặt từ bi cái mình khoái, mình chỉ khoái cái mặt từ bi thôi. Hôm nay mà bà con đi qua các xứ Âu Mỹ, nói rõ như Thụy Sĩ và Đức, hai chỗ tôi lui tới đó, là rất nhiều và rất nhiều những cái tiệm quán của người Đức, người Thụy Sĩ đó, họ trưng bày tượng Phật trong đó. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều. Thậm người ta mê cái nét mặt từ bi, cái nụ cười bí ẩn, hàm súc, một cái gương mặt mà có thể chứa đựng trong đó bao nhiêu cái đức tính, bao nhiêu cái giá trị tinh thần, thì họ muốn màng. Mà cái họ nhìn nét mặt hiền vậy đó, rồi nét mặt đó mà lại đi với một cái khối đá cụi, với một bụi trúc, với một cái suối nước nhỏ nhỏ rỉ rỉ lăn tăn lăn tỏn, nói họ là được rồi. Họ đến với Phật là đến bằng những cái lý do rất là hời hợt như vậy đó. Rồi có người họ quý Phật vì nghe nói là ngài là một vua bỏ ngôi đi tu, mỗi ngày ôm bát đi sinh ở ngoài, cả đời tài sản chỉ có tam mi của bạn coi nhé, họ quý quý cái hạnh đó là cũng theo.
cái rốt ráo cuối cùng là có người đến với Phật là vì lời dạy của Ngài. Ngài đã sống ra sao? Ngài đã nói gì? Ngài đã đắc chứng cái gì? Ngài đã hiểu biết cái gì? Và Ngài đã gọi là tuyên dạy, thuyết giáo cái gì cho chúng ta? Chúng ta nhận được lợi ích gì từ lời dạy ấy? Từ cái chỗ này nè, người ta bắt đầu thờ Phật trên đầu, trong tim, trong óc nha. Như vậy thì mình thấy toàn bộ đời sống mình nó chỉ là sự quấn quanh của nhân và quả thôi này. Nhưng mà đa phần ấy là chúng ta thích quả lành nhưng mà lười làm cái nhân lành. Ai cũng sợ cái quả xấu nhưng mà khoái tạo cái nhân xấu. Các vị có thấy mình vô minh không? Thích làm chuyện bậy nhưng mà khoái hưởng cái quả lành. Trồng là toàn là trồng là mắc mèo không à, mà hái là thích hái sầu riêng măng cục. Các vị nghĩ thôi, trồng là trồng cái mắc cỡ mắc mèo à, trồng là toàn là xuyên tâm liên à, mà thích hái là sầu riêng măng cục chôm chôm bồng bon. Thì các vị nghĩ trồng ớt mà muốn hái hái cà là sao à, trồng mắc mèo mà muốn hái xà lách là sao, mà mình toàn là ăn là cứ là chổng mông trồng mắc mèo không à, trồng xuyên tâm liên không à, mà cứ đòi hái là hái xà lách, hái xà lách son, rồi hái cà chua, rồi thích bà để dâu tây rồi đó, hái xịn đồ ngon không, mà trồng thì trồng toàn thứ trời không. Đấy. Tới lúc vô chùa cũng vậy, biết Phật pháp ba mớ rồi mình vẫn tiếp tục tu theo cái kiểu đó, có nghĩa là nhìn lên tượng Phật là cứ cầu quả lành mà nhân lành thì quên tạo. Trong kinh nói Ngài Xá Lợi Phất cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, khi mà Ngài lần đầu phát nguyện trở thành một vị đệ nhất trí tuệ của một vị Phật tương lai đó, thì kể từ dạo ấy trở đi đó, là đời đời kiếp kiếp, kiếp nào xa đọa quên mình thì thôi, còn kiếp nào mà nhớ có cơ thể mang thân người đó, Ngài còn một cái thói quen rất là đặc biệt, thích tìm tòi học hỏi điều hay lẽ phải ở các cái bậc thông tuệ hiền trí. Thói quen nhiều đời như vậy mới dẫn đến cái gọi là đệ nhất trí tuệ nha, đời đời kiếp kiếp Ngài Xá Lợi Phất là trao dồi cái trí tuệ, chứ phải nguyện vậy rồi cái là trầm mền ngủ luôn một A Tăng Kỳ, rồi cái một sớm mai hồng đẹp trời nào đó bật dậy gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, cái là Ngài trở thành đệ nhất Xá Lợi Phất tôn giả, đệ nhất trí tuệ là không phải, mà Ngài phải là tìm tòi học hỏi tham vấn với bao nhiêu là bậc hiền sĩ hiền giả trên đời này suốt một A Tăng Kỳ đại kiếp như vậy. Này, trong kinh nói Ngài Anuruddha là anh Hậu Đà La đã kể từ sau cái lúc mà nguyện trở thành đệ nhất thiên nhãn, đời đời kiếp kiếp thi đọa xa đọa quên mình thì thôi, mà hễ mà mang thân người mà có dịp thì Ngài luôn luôn Ngài gieo một cái hạnh lành đặc biệt, đó là bố thí ánh sáng, nguyện là đắc thiên nhãn, đệ nhất thiên nhãn thì phải gieo cái nghiệp đó, gọi là nghiệp, gieo cái nghiệp lành đó, bố thí ánh sáng, tức là đời nào sinh ra mà hãy gặp cái thời văn minh đó, thì Ngài hỗ trợ đèn điện cho người ta, mà gặp thời mà củ chuối đó, thì Ngài hỗ trợ đèn dầu nến cho người ta, Ngài luôn luôn là đặt nặng vấn đề hỗ trợ ánh sáng. Với một tâm nguyện là khi mà tôi chứng La Hán rồi thì trong vũ trụ này không hề có góc tối, không có chỗ nào mà tôi không thấy hết trơn, trong 1.000 vũ trụ như vậy, trong 1.000 cái thế giới như vậy, không có chỗ nào là tối đối với tôi, tất cả phải sáng bừng lên cho tôi nhìn đệ nhất thiên nhãn. Cho nên hôm nay thấy bà con mà hỗ trợ ánh sáng thì mình không có dịp mình nhắc, nhưng mà cũng bà con nên nguyện hai điều. Điều một, con cúng dường ánh sáng, dầu là một thước dây điện hay là một cái bóng đèn hay là trả tiền điện tháng, thì cũng nguyện đời đời sinh ra đừng bị đuôi mù, cặp mắt sinh học là đừng bị đuôi mù, còn cặp mắt tâm lý là đời đời sinh ra con luôn luôn là người có trí huệ, không có bị sống trong góc tối, góc mù, góc tù nha. Sợ nhất là cực đoan một chiều phiến diện nha, cuồng tính, đó là gọi là cái sự đuôi mù của tâm thức, thì đời đời sinh ra con đừng có bị cái đó. Đây, sợ nhất là cái ông mù cũng thấy đường, cái khổ của ông gieo cho người khác không có nhiều bằng cái tên mù tâm lý. Các bạn biết mù tâm lý sợ lắm, nó mù về chính trị, nó mù về văn hóa, nó mù về giáo dục, nó mù về tôn giáo, nó hại người ta, báo đời người ta chứ. Cho nên là mình đời đời kiếp kiếp nguyện là sanh ra con đừng có mù,
mù mắt và mù mù lòng, mù tâm, nhớ nha. Nhà nan kể từ lúc mà nguyện trở thành đệ nhất đa văn, đời đời kiếp kiếp tu chánh niệm, đời đời kiếp kiếp tu chánh niệm, tu chánh niệm mà cộng với lời nguyện thì đời đời sinh ra trí nhớ hơn người. Để quán thì cũng là hơn người chánh niệm mà. Làm gì biết nấy, đời đời. Cho nên nữa là có một trí nhớ siêu phàm. Trong kinh nói là trong một dấu chân con bò không thể nào có một khối nước lớn như đại dương. Trong cái não trạng của con người bình thường không thể nào mà có được một cái trí tuệ như ngài Sa Lợi Phất, và cũng không thể nào có một cái sức hiểu như ngài Sa Lợi Phất, và không ai có một cái sức nhớ như là ngài này. Trong kinh dùng cái ví dụ kinh khủng như vậy. Trong cái dấu chân con bò con trâu á, không thể nào có một khối nước lớn như đại dương. Thì trong một cái não trạng bình thường thì không thể nào mà có được một cái sức hiểu như ngài Sa Lợi Phất, một cái sức nhớ gọi là kinh khủng như ngài anh đây. Và ở đâu người ta ra hai cái đó? Đời đời kiếp kiếp nguyện là nguyện, nhưng mà phải gọi có cái tính, có cái hạnh, có cái nguyện ba cái, phải có gọi là phải lập nguyện, là phải có cái lập hạnh nữa. Đấy, chứ còn lập nguyện không chưa đủ, phải có cái lập hạnh nữa. Đây. Rồi ngày Sivali là đệ nhất tài lộc, chư Phật chánh đẳng giác đời đời ba đời mười phương. Cái khi thành đạo rồi luôn luôn có mấy chục đệ tử mỗi vị gọi là xếp xong về một cái biệt hạnh nào đó, một cái thắng hạnh nào đó. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, cũng có những vị đệ tử đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất thần thông, đệ nhất đa văn, đệ nhất tài lộc, lập la. Thì đệ tử của ngài là ngài có một vị gọi là ngài Sivali tôn giả đệ nhất về tài lộc, có nghĩa là ngài đi vào rừng, ngài ngồi giữa rừng hoang vắng như vậy, chư thiên cũng phải xuống hóa hiện làng mạc. Rồi nam phụ lão ấu vây quanh để mà cúng dường cho ngài như đang ở phố vậy, mà không phải khơi khơi trên trời rớt xuống cái tài lộc đó, mà ngài đã là 100.000 đại kiếp kể từ khi mà nguyện trở thành một vị đệ nhất tài lộc, là đời đời sinh ra là luôn luôn sống với bàn tay mở rộng, không có nắm lại cái gì cho riêng mình hết. Nhớ cái đó rất là quan trọng, nhớ nha. Đời đời kiếp kiếp. Thì hồi nãy giờ tôi kể các vị nghe về những cái hạnh lành đó, có nghĩa là mình muốn được quả lành thì mình phải gieo cái nhân lành. Còn đằng này vào lại Phật là chỉ cầu quả lành mà quên gieo cái nhân. Đi rước cho bằng đường cái tượng Sivali về cái là nhang đèn thắng tùm lum hết, mà trong khi đó quên là nó ở đâu mà nó lòi ra cái tài lộc. Ở đâu lòi ra là hạnh bố thí, hạnh hào sản, thờ hiền thánh, thờ Quan Âm Bồ Tát, mà quên rằng cái mà mình phải thờ ở đây đó là cái hạnh từ bi, cái hạnh lắng nghe. Lắng nghe cuộc đời, có ai cần mình nhào tới sẵn quần sẵn áo nhảy vô giúp đó, cái hạnh đó thì quên. Đeo tượng Quan Âm, thờ hình Quan Âm, mà đứa nào đụng tới chửi nó ba đời tám kiếp của nó, chửi tới ông bà ông cố ông tặng khảo của nó thì chửi. Chửi được thì chửi, đánh được thì đánh, hành hung được hành hung, bạo lực được thì bạo lực, mà cổ thì vẫn đeo tượng Quan Âm, nhà thì thờ tượng Quan Âm, cái bị nghĩ tôi có động trời không đấy. Ai cũng thờ ngài Sivali mong được tài lộc, thờ thần tài mong tài lộc, mà nó kẹo dắt chày ra nước cho một đồng mà nó mong một triệu, cũng nể chuối nó mong trúng số, cái bị nghĩ được phải ác rồi đấy. Cho nên đời sống của mình nó là một chuỗi nhân quả. Những gì buồn vui của mình bây giờ đó là quả của đời trước, nhưng mà những cái ác cái thiện của mình bây giờ thì nó là nhân cho cái khổ vui đời sau. Đấy. Chúng ta đi vào đời này chỉ bằng cái tâm đầu thai, ví dụ như là mình làm một cái tâm mà làm một cái việc lành quá khứ, kiếp xưa mình làm một cái việc lành thì dĩ nhiên làm việc lành phải bằng tâm lành. Chính là một cái tâm đầu thai chung như bụng mẹ, thay vì mình buông chung như bụng chó, bụng trâu, bụng heo, bụng lừa, đúng không? Mà tại sao mà mình đương nhiên làm người là tại vì có cái tâm lành quá khứ, cái tâm nhân lành á, nó tạo ra cái tâm đầu thai. Cái tâm đầu thai nó mới là cái visa nhập cảnh thôi. Rồi mình vào trong cái kiếp người này nè, cái mang cái thân người này, mình sống ra sao đó là cái phần khác. Chúng ta có cái visa để vào Úc, vào Mỹ, nhưng mà rời khỏi phi trường chúng ta về đâu, ở đâu, ở khách sạn, ở nhà người quen,
ở trong cái điều kiện sinh hoạt như thế nào, áo quần giày dép, phòng ốc, thực phẩm thuốc men ra sao, thì đó là chuyện khác. Còn cái visa nó chỉ cho mình nhập cảnh thôi, cái visa entry nó cho mình vô nhập cảnh thôi nha. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy đó, tức là mình nhờ một cái quả lành quá khứ mà mình được đầu thai vào làm thân người, nhưng mình phải nhờ đến vô số cái quả lành nữa, cho nên bây giờ mình mới đẹp nè, mới giỏi nè, mới thông minh nè, được may mắn về gia đạo, về tình duyên, về quyền lực, về chức vụ, về quan hệ xã hội, về tình cảm nam nữ, bla 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 bla. Mình phải nhờ đến vô số những cái phước lành khác. Đó là lý do vì đâu có những người được cái phước sanh vào làm con nhà giàu mà coi như là nó bị đơ, nó bị Down syndrome, hoặc là sanh ra có nhan sắc mà nhiều lắm là cũng chỉ là làm khô gơ, hoặc là nhiều lắm là làm gigolo thôi. Gigolo là cái gì ta, giống như trai gội, trai bao, đẹp mà để rồi làm tới đó thôi. Hoặc là nhiều lắm là được người ta thuê làm người đứng bên reception, phòng tiếp tân của khách sạn sang đó, mà đứng đó làm chờ tiếp tân mà anh đẹp như trời mà là thông minh, cái âm thanh của sư chắc cái internet sư bị yếu rồi sư ạ. Dạ quý vị thông cảm, tại internet của sư hơi bị yếu một chút xíu, chờ nhân lấy liên lạc với sư ạ. Dạ. Sư ơi, cái internet của sư bị yếu. Với lại sư sư mở cái mic lại giùm con, cái mic của sư, rồi sư thử âm thanh thanh lại giùm con. Alo, các vị bị đứt khúc nhiều không? Dạ, từ lúc cái chỗ mà đứng đứng ở reception khách sạn á sư. Rồi, được rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cho nên là mình là do cái quả lành hay là quả xấu đời trước mà đời này đó, mình mới là có mặt trong một cái hình hài người hay là thú. Nhớ nha, cái chuyện mà ta có mặt ở trong một cái hình hài người hay thú đó, thì đó là cái quả lành hay quả xấu đời trước. Cái đó là cái quả, cái tâm đầu thai đó là tâm quả. Nhưng mà khi mà cũng do cái quả lành quả xấu đời trước, bây giờ mình mới có các căn khác nhau. Là sao ta? Do nghiệp xấu đời trước, đời này tôi sinh ra tôi cũng có 6 căn, nhưng mà 6 căn tôi biết toàn là cái cảnh bất toại không à. Nha. Tôi thấy những cái tôi không muốn thấy, tôi phải nghe những cái tôi không muốn nghe, tôi phải ăn những cái tôi không muốn ăn, tôi thường xuyên ngửi cái mùi mà tôi không muốn ngửi. Nhà tôi ở gần cống rãnh đống rác. Đây. Cho nên là tôi cứ phải quanh năm tôi cứ nghe mùi đó. Nhà tôi ở gần cái chỗ mà coi như là phế liệu rồi thì cống rãnh, thì quanh năm tôi thấy toàn là đồ dơ, đồ xấu không à. Rồi vì tôi nghèo nên quanh năm tôi phải ăn những thứ mà tôi không muốn. Đi chợ thấy đủ thứ hết, mà tôi trở về nhà là tôi phải ăn những cái thứ mà tôi không có muốn ăn.
Đó. Như vậy do cái tiền nghiệp quá khứ mà đời này tôi sanh ra, tôi có mang hình hài con người hay là con thú, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, do cái tiền nghiệp thiện ác đời trước mà tôi bây giờ cái sáu căn của tôi đó, nó biết được sáu trần như ý hay là bất toại. Đó, toàn là quả không. Như bây giờ qua nó tới nhân. Người có tu khi hưởng quả lành, không có đắm đuối gục mặt trong đó, để rồi quên mất cái chuyện tu thêm công đức. Người có tu khi chịu cái quả khổ thì không có bất mãn, không có sân si, rồi từ đó trốn chạy cái bất hạnh của mình bằng những cái việc bất thiện, tội lỗi. Đó là người có tu. Người có biết Phật pháp thì khi hưởng quả lành thì không có đắm đuối đê mê trong đó, quên mất cái chuyện tu hành. Mà khi khổ quá nó cũng không vì cái khổ mà nó khờ người rồi nó làm toàn chuyện ác. Đó. Còn người không có tu á thì là khi mà hưởng được quả lành nào đó trong quá khứ mà nó trổ đó, thì họ tận hưởng mà quên gieo cái nhân lành mới cho kiếp sau đời khác. Quên nha. Sanh ra nó đẹp là nó có tận hưởng tất cả những cái quyền lợi của nhan sắc đó. Nó sanh ra nó được làm con nhà giàu thì nó cắm đầu nó tận hưởng cái giàu đó, nó tận hưởng cái thông minh đó, nó tận hưởng cái sức khỏe, nhan sắc, tiền bạc đó. Đấy. Mà nó quên tạo cái nhân khác. Nó quên cũng được, mà nói là nó không biết cũng được, nó biết tạo ra cái khác mới. À, còn cái người mà có học Phật pháp đó, khi mà họ sống trong cái quả lành đó, thì họ cũng lấy chỉ lấy cái quả lành đó làm cái điều kiện để tiếp tục làm thêm cái nhân lành. Mà khi mà họ chẳng may mà họ nhầm cái kiếp họ đang trọ đang chịu cái quả xấu đó, thì họ cũng lại lấy cái đau khổ đó để tự răn mình. Đây, nhớ nha, tự răn mình. Đôi khi cái người đó với người có trí đó, thì đôi khi cái bất hạnh nó lại là một cái điều kiện tốt để mà họ tu thân tốt hơn. Đấy. Các vị có biết rằng là một cái vị tu sĩ đó mà có phước nhiều đó, thì một là sức thân gia đình ngon lành, gia đình lo. Hai là nếu mà phước nó trễ một chút thì đi xuất gia đi tu thì cũng có nhiều cái điều kiện để được cúng dường, được người ta thương yêu quý mến, người ta chăm sóc. Đó. Nghe thì ham, nhưng mà tôi nói thiệt, làm thầy chùa tôi biết chuyện này, hãy cẩn thận. Một cái vị tu sĩ mà quá may mắn về tài lộc, quá may mắn về tình cảm, cái đó chưa chắc là cái chuyện hay đâu quý vị nha. Mới tu có mấy năm chưa có kịp giỏi Phật pháp là tự nhiên cái là có một mớ điện tử nó nhào theo, nó đội lên đầu, nó bái sư. Đấy. Rồi cái mình lơ mơ, mình tưởng mình giỏi thiệt, nhào ra cất chùa làm tự viện có đệ tử, rồi trong đầu có bao nhiêu móc ra dạy riết hết nghề luôn, hết bài luôn nha. Mà lúc đó không có quay lại làm học trò được, lúc đó đâu có thời gian đâu đọc thêm kinh sách, mà lúc đó cái ngã nó to đùng như núi, làm sao mà đi mà hạ mình để mà học hỏi với ai. Nhiều khi cũng kẹt kẹt muốn hỏi mà sợ quê, bởi vì sợ người ta biết mình dốt đó, cho nên nhiều khi cái may mắn là đôi khi nó là cái họa đó nha. Rồi chưa kể khi mà mình cán đáng một cái chùa đó, mà lúc quá sớm thì Khổng Tử có nói trong đời người có mấy cái bất hạnh: một là thành công quá sớm, hai là chết vợ quá sớm, ba là tuổi già cô độc. Khổng Tử nói đó là ba cái bất hạnh, mà ba cái đó không có phải là ở ngoài đời không, mà nó bao trùm trong đạo. Một vị sư mà có quá nhiều cái tài lộc, có quá nhiều cái may mắn về tình cảm, coi chuyện đó là họa hơn là phúc. Cho nên Đức Phật ngày dạy người đệ tử của ngài, người đệ tử xuất gia đó, khi mà nhận được lễ bái cúng dường, nhận được cái sự kính trọng tín nhiệm của quần chúng, thì phải hiểu rằng đó chỉ là đống phân thôi, mà mình chỉ là một con dồi, một con bọ hung thôi. Nếu mà mình mà không thích nó thì mình là thánh, còn khi mình thích nó đó, mình thích những cái thứ đó đó, thì mình chỉ là con dồi, và những cái thứ mà người ta cúng dường nó chỉ là đống phân thôi. Còn nếu mà mình không thích thì không có gì hết, nó vẫn là lễ phẩm, nó vẫn là tặng phẩm, và bản thân mình vẫn là một vị phước điền, một cái ruộng phước cho đời nha. Nhưng mà khi mình có cái lòng đắm đuối đê mê, vùi đầu gục mặt trong đó, thì lúc bây giờ mình thành một con dồi, và những cái thứ kia lúc bây giờ nó trở thành là một đống phân. Đó là một sự thật. Các vị giải, các vị, tôi giả định cho các vị nghe, thí dụ như bây giờ các vị may mắn, các vị có được cái bằng bác sĩ hoặc là bằng tiến sĩ lúc các vị 30 tuổi đi nha, sớm đó, 30.
rồi về tình cảm, hôn nhân, tình yêu, tiền bạc, uy tín xã hội, cái gì quý vị cũng ngon lành, quý vị đẻ ra một bầy con đẹp người, đẹp nết, thông minh, học giỏi, không? Rồi các vị sống được 90 tuổi và con cái quý vị coi như đỗ đạt, ngon lành như ý hết rồi thì sao? Kết thúc chung cục, mình chỉ là một ông cụ, một bà lão 90, 95 tuổi. Tôi cho sống lâu mà, tôi cho sống lâu phúc, lộc thọ đầy đủ mà. Thì một ông cụ, một bà lão 90 tuổi nhìn lại cái quãng đời vàng son của mình, nhiều lắm chỉ là những kỷ niệm, những cái ngọt ngào. Trong khi đó nếu mà mình 90 tuổi mà mình nhớ lại cái quãng đời trước đây của mình, tuy có gian khó nhưng mà đó là quãng đời của một cái người học đạo, hành đạo, của một người có giới, có niệm, có tu tứ niệm xứ, có tu tập thiền định. Thì cái vị nghĩ cái hai cái ký ức nào đẹp? Một bên là một ông bác sĩ già, một bộ giáo sư già 90 tuổi nhớ lại cái quãng đời hào hoa, phong lưu, sung sướng như tiên của mình, còn là quá lành không? Rồi cái trường hợp thứ hai là một người nghèo khó mà nhớ lại cái quãng đời của mình có mấy chục năm, tuy sống gian lao, nghèo túng nhưng mình gieo toàn là nhân lành không? Cho nên phạm phu mình có hai cái mâu thuẫn ở đây. Một, lười tạo nhân lành nhưng mà khoái hưởng quả lành, khoái tạo nhân ác mà sợ chịu cái quả ác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phàm phu mình ai cũng muốn mình có một cái hiện tại đó sung sướng, nhưng ai cũng muốn mình có một quá khứ đó đạo hạnh. Các vị nghe, các biết tôi nói có nghe hiểu không? Ai cũng mong mình có một cái hiện tại đó, ngay bây giờ ai cũng muốn sướng hết á, ai cũng muốn mình có một cái hiện tại đó sướng, sung sướng, sướng như tiên, nhưng mà ai cũng muốn mình có một quá khứ đó thanh tịnh như thánh. Mà trong khi đó mình phải làm ngược lại, mình phải có từng cái hiện tại như thánh. Cái đó quý mình hay hiện tâm tưởng hiện tại mình muốn sướng như tiên, mà mình muốn có một quá khứ là cao khiết thanh tịnh như thánh. Tôi đang nói về chuyện nhân quả. Mình sống miệng mình là mở ra mình nói nhân quả, thật ra mình hiểu không có đúng. Ủa mình làm không có đúng. Ai cũng thích quả lành nhưng mà làm biến tạo nhân lành. Ai cũng sợ cái quả xấu nhưng mà luôn luôn thích tạo nhân xấu. Ai cũng muốn mình có một cái hiện tại như tiên nhưng mà muốn có một quá khứ như thánh. Một ông già, một người Phật tử 90 tuổi không? Thì cứ mong mình là một người có đạo đức hơn là một hưởng thụ bất ngào thôi. Nó không có hay bằng mấy chục năm đạo hạnh và trong đời sống tu sĩ cũng vậy. Một cái sự may mắn, một cái sự thành công của một vị siêu trẻ thì ngay trước mắt nó sướng thiệt, nhưng nếm vì nó không có tỉnh thức, tỉnh tâm, tỉnh thức, không có biết phản tỉnh, thì cái may mắn, cái hanh thông trong đời tu chỉ là cái họa cho việc Phật dạy. Buồn chuối hại cây chuối, bào thai hại tuấn mã. Con ngựa giỏi bằng trời mà cái nó có chữa rồi là xong. Cái cây chuối mà nó có buồn là xong. Cây tre mà nó ra bông là xong. Kẻ ngu mà có danh lợi là xong. Nhớ cái đó rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Đó là nói về đời tu, còn về cư sĩ cũng vậy. Đừng có nói rằng tôi là cư sĩ, tôi có quyền, sai. Nói theo luật Phật á, đúng, ngài không có bắt cư sĩ phải giữ mấy trăm giới, đúng. Nhưng mà nói trên cái quả nghiệp, nhân quả luân hồi đó, thì cái chuyện mà trầm luân của tu sĩ và cư sĩ nó giống nhau y chang. Cho nên khi mình nói rằng tôi là cư sĩ thì luật đâu có cấm, tôi giữ năm giới đủ rồi. Nhưng mà thật ra nó ai mà thất niệm nhiều, ai mà bất thiện nhiều thì cái tuổi già bất hạnh và lúc cận tử là kinh hoàng. Cái chuyện này không có phân biệt tăng tục, xuất gia hay cư sĩ. Nhớ nha, cái không chứ đừng có mà cứ học đạo ba mớ rồi cứ nói trong luật đâu có cấm, trong luật, trong tạng luật, trong giới luật, trong tâm tạng đâu có bắt cư sĩ phải thế kia, được bắt cũng được, vấn đề là bắt không được. Cho nên ngài chỉ nói là thôi giờ tụi con có tóc rồi tụi con cứ làm, chứ còn mấy người không có tóc thì họ khó hơn chút, còn tụi con không có tóc thì thôi thì cứ năm giới tám giới
Thì chứ bây giờ ngài làm sao bây giờ? Chứ nếu mà ngài có thể dùng cái thần thông mà biến cho mọi người mà sống như ý ngài muốn, thì tôi bảo đảm một ngàn phần trăm không hề có cái giáo pháp của Đức Phật, không bao giờ có. Nếu mà ngài Đức Phật ấy, mà có thần thông mà biến mọi người mà sống tốt đẹp thánh hạnh như là ngài muốn, không? Thì ngài không hề có sự phân biệt giữa cư sĩ và xuất gia. Có điều cái chuyện đó ngài làm không được. Nên nhớ nha, chư Phật cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương, đức lành nào các ngài cũng có, nhưng mà không phải chuyện gì các ngài cũng làm được. Bởi vì nếu mà chuyện gì chư Phật cũng làm được thì hôm nay chúng ta lên tòa xe ngồi hết rồi, nhớ nha. Cho nên là nói đến cái chuyện trầm luân sinh tử thì người xuất gia và cư sĩ đều là khách trầm luân như nhau hết. Thì chẳng qua là bây giờ Đức Phật không có ép người cư sĩ được, thì đành phải buông trôi thả nổi, ngày nào ok nhiều được rồi. Chứ còn nếu mà nói trên cái bệnh viện gọi là nhân quả đó, thì nhân nào quả nấy, anh sống ra làm sao, bây giờ anh sống ra làm sao thì mai sau anh sẽ có một cái hậu quả nó tương ứng với cái kiểu sống hôm nay của anh. Không, muốn biết kiếp xưa ta làm gì, nhìn bây giờ ta ra sao, muốn biết sau này ta ra sao, hãy nhìn bây giờ ta như thế nào. Và cái nguyên tắc đó không riêng gì người xuất gia mà bao trùm gọi là nhất thiết pháp giới hữu tình chúng sinh trong đời ba đời mười phương đều nằm gọn ở trong cái lưới nhân quả, không ai ra được hết. Đấy. Cho nên tôi bữa nay tôi nói về nhân quả để mà tôi đá nhẹ một cái chuyện đó là cái kiểu tu của mình. Đấy. Ngày xưa mình không biết đạo á, mình thì khỏi nói rồi, tới hồi mình biết ba mớ mình cứ nghĩ là chùa là chỗ để làm công đức, chư tăng là chỗ làm công đức, bạn đạo là chỗ làm công đức, lễ lộc là cơ hội làm công đức. Nói chung là về thời gian thì mình lựa mấy ngày nào để làm công đức, về không gian là đó là những cái chỗ nào. Có nghĩa là cái chuyện mà tu tập công đức của mình nó phải lệ thuộc vào không gian và thời gian. Mà các vị biết, hễ có lệ thuộc thì mình không có tự tại. Tu mà phải lựa lúc, tu mà phải lựa chỗ, lựa đối tượng là tu chưa rốt ráo. Tới khi mà mình học được đạo một cách rốt ráo, mình mới biết rằng không gian, thời gian nào cũng là cái chỗ để mình tu học được hết. Tôi quay lại bài học đầu buổi bài giảng. Toàn bộ đời sống của mình chỉ là nhân với quả thôi. Những gì mà chúng ta có ngay trong đời sống này đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nhà cửa, cơm áo gạo tiền, giày dép, mặt kính, đồng hồ, dây nịt, cà vạt, nữ trang, mỹ phẩm, tất cả những cái đó là đều do cái quá khứ. Mà người có tu thì khi tôi nói chậm nha, người có biết đạo khi hưởng cái quả lành phải biết tiếp tục tạo nhân lành, khi gặp cái quả xấu thì phải lấy nó đó làm cái bài học răng mình. Tôi cố ý tôi nhấn mạnh chữ răng mình. Có gặp cái khổ mà hãy đôi nói là nó giống như nói dốc nhưng đó là sự thật. Cái khổ mà mình biết nhìn nó đó thì nó là cái phúc chứ không phải là cái họa. Còn cái quả lành mà mình không biết cách thì nó là cái họa chứ không phải là cái phúc. Nhớ cái này nha. Cho nên mình tưởng nó là giàu là cái phúc. Tôi xin nói thiệt, đúng, cái giàu là cái quả lành xưa, nhưng mà hỏi nó có phải phúc hay không? Tôi nói dài, không chắc. Mà cái sự đói nghèo túng thiếu, hỏi nó có phải là quả không? Tôi nói chưa chắc, nó là quả xấu, bụng xỉn đời trước, đúng. Nhưng mà nó có phải là cái chuyện đáng sợ hay không? Tôi nói chưa chắc. Bởi nhiều khi cái túng đó nó lại làm cho mình có cơ hội để nhìn lại. Và có ai cái sống túng thiếu mới biết. Nếu mà mình biết Phật Pháp, cái túng nó lại là cái hay. Bởi vì tôi nhớ tôi có nói 1000 lần nữa này, tinh hoa của Phật Pháp là buông bỏ. Cốt lõi của Phật Pháp là một tinh thần buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Có ba: bỏ ác về với thiện, bỏ cái riêng về với cái chung, bỏ cũ để lên cái mới. Tu hành là buông bỏ, nhớ nha, tinh thần Phật Pháp. Và nếu ai mà thấy mình không có khả năng buông bỏ thì hãy hạn chế cái chuyện sở hữu những thứ khó buông bỏ. Không phải mình tự an ủi mình mà đó là sự thật. Tôi sợ nhất là khi mình chết mình để lại quá nhiều thứ để mình phải tiếc nuối. Nếu mình có nhiều thứ mà mình lại vẫn có thể ra đi thanh thản thì tuyệt vời. Tuyệt vời, nhớ nha, các bạn là tuyệt vời.
Nhưng nếu cái khả năng buông bỏ mình yếu quá thì đôi khi mình phải cảm ơn cái sự ra đi trong bàn tay trắng. Tôi nhắc lại một lần nữa, cái điều này tuyệt đối không phải là lời an ủi đâu quý vị, đó là sự thật. Tôi có một cái đại nguyện từ rất lâu, tôi trừ trường hợp bất đắc kỳ tử, tôi bị xe cán rớt máy bay, mắc dịch mắc gió, thì tôi cũng dĩ nhiên cái đó là ngoài ngoài ý muốn rồi, ngoài cái dự trù. Tôi có một cái tâm nguyện là đến năm 60 tuổi là tôi trong tay tôi không còn cái gì hết. Kinh sách, chuông tượng, đó là bốn thứ, kinh sách, chuông tượng, y áo là không còn giữ lại cái gì hết. Các vị trong rừng có thể nghĩ là ông đang khoe, như bao nhiêu vị, một số vị giảng sư lên mổ là tôi bây giờ là đã là đây phải khoe, mà đó là cái hèn của tôi rất là sợ. Cái chuyện mà tôi ra đi mà con mắt tôi nó ngó lại đó, tôi tiếc, tôi sợ đó lắm. Nếu mà cái nghiệp xưa mà cho tôi sống kiếp này đó, mà hơn sao cho tôi, sự dĩ tôi đưa số 60 là bởi vì tôi tính 50 đó là tôi gác bút không dịch, luyện miệt micro không nói không giảng, 50 55. Nhưng mà tôi cũng còn có nhu cầu đi lại đó. Nhưng mà đến cái năm tôi 60 tuổi, nếu tôi còn sống thì đến cả cái đồng hồ coi giờ tôi cũng không muốn giữ được. Cái đó tôi nhắc lại lần nữa, nó phải tu hành hết, mà đó là tôi bị tôi sợ chết. Tôi sợ chết, tôi nhắc lại lần nữa là tôi sợ chết. Tôi không bao giờ mà tôi ngu dại, ngu xuẩn đến mức mà tôi nhận rằng tôi là người tu chân chánh, cái đó là không. Tôi ăn cơm thôi, tôi ăn cái gì dơ đâu, tôi lại ngu như vậy nha. Nhưng mà có cái này nè, phải biết sợ chết. Cái sợ chết ở đây có nghĩa là mình hãy có một cái, mình phải chuẩn bị một giây phút ra đi mà không tiếc nuối và không sợ hãi. Cái đó là cái quan trọng nhất. Tôi nhắc lại rung lần nữa, tôi không biết cái người nghe rung này là ai nha. Nhưng mà nếu các vị là người chí thân chí ái của tôi thì tôi cũng xin lễ phép nhỏ nhẹ thưa rằng tôi mong du có một cái chết không sợ hãi và không tiếc nuối. Đó là người tôi thương nhất, thì tôi sẽ nói câu đó nha. Du sống làm sao mà du khi ra đi không sợ hãi, không tiếc nuối. Ok, còn nếu hôn mê thì trời cứu nha. Hôn mê là tôi vô phương nha. Mà nếu mà mình còn tỉnh, tôi đặc biệt chú ý đến những cái chết mà ngon lành. Tôi là một ông sư nhưng mà tôi rất muốn treo hình của những người cư sĩ mà có cái chết đẹp. Tôi muốn thờ họ hơn là tranh ảnh khác. Các vị biết không? Các vị nghe có kỳ không? Tôi không muốn treo thờ một thần tiên nữa, mà tôi muốn treo hình những người cư sĩ mà tôi biết là chết đẹp. Tôi thích treo hình những vị sư mà chết đẹp. Chẳng hạn như Hòa Thượng Pháp Minh, Hòa Thượng Pháp Nhẫn, Hòa Thượng Hổ Nhẫn. Chết đẹp lắm, đẹp lắm. Ngài Hổ Nhẫn đang đi bát mà nó lạ, buổi sáng trước khi ngài đi, ngài linh cảm cái gì đó. Ngài nói với mấy người trong chùa, ngài nói là bữa nay 10 giờ không thấy sư về, đi kiếm nha. Đúng, mới vừa xuống núi, ở trên đồi Quảng Tế đi xuống chừng 10 phút thì ngài băng qua đường thì bị một hai cô gái của đi với Honda của tông ngài, tông mạnh chấn thương não. Có nghĩa là ngài gọi là các thượng khiếu xuất huyết, mũi tai miệng là xuất huyết ra máu, mà nó chấn thương. Nhưng cái là vô bệnh viện là không có cứu kịp được mà. Nhưng mà lúc đó người ta nhào đó, người ta tính là làm khó dễ thì người ta không, hãy để cho họ đi, họ không muốn làm như vậy đâu, tai nạn thôi. Và tông ngày giữa đường, ngày đi vào bên lề đường, chỉnh trang sửa sang y áo xong xuôi, nằm nghiêng bên tay phải, rồi sao nó không biết gì hết. Và lúc mọi người hay được đem vô bệnh viện, đem về chùa thì máu vẫn còn trào ra, người ta phải lấy băng gòn người ta bít lại. Và tỉnh táo như vậy, khuyên mọi người để cho người ta đi, người ta không có muốn, này là tai nạn mà. Vào trong lề, nghiêng nằm bên tay phải, nghiêng bên tay phải. Đó là ngày hậu nhận. Có ai mà được như vậy không? Thì như gãy tay, gãy chân thì mà như vậy đã quá giỏi, còn này là chấn thương trên đầu. Có nghĩa là cái người này là cái khả năng chánh niệm và định lực của người này là phải nói là nó tràn trề. Phải nói là tràn trề mới làm được chuyện đó. Chứ còn các vị biết lúc đó là hoảng loạn. Một là đau đớn dễ dụ hoàng hoại, hai là hoảng loạn sợ hãi kinh hoàng. Đấy, mà nghe thì không, không là không mà. Thân đau không để tâm đau, thân đau chứ không để tâm đau, không để tâm nó bị
ảnh hưởng. Người thứ hai đó là ngài Hòa Thượng Pháp Minh, có một cái am lá giữa đầu. Rồi vào một cái đêm kia là coi như là đúng cái chữ gọi là xả bỏ báo thân đó, đúng đó, đúng cái người đó, đúng là an nhiên thu thần, là thị tịch, đúng cái người đó, đúng cái tư cách, đủ tư cách để nhận cái chữ là thứ ghê đó, chữ mà an nhiên thu thần thị tịch. Tức là đêm nó thấy không xong rồi là xếp bằng là đi luôn. Sáng hôm sau là có một cái ông Phật tử ông gõ cửa để mà đặt bát để ngày sống mà khất thực, cảnh khất thực ơn bác, cái ngày không có mà mâm chén muỗng nĩa là không có, ăn bóc ăn cho mình bát mấy chục năm như vậy. Đấy. Thì ông tới mà cái cốc của ngài là ngày cất cốc lá giữa đồng mà rắn không à. Rồi cái Phật tử họ tới họ nói trời ơi ghê quá, đi ngài ở gì ghê quá, rồi tụi con tới hầu ngài tụi con cũng sợ đó, đánh lẽ mình cứ dòm láo liên rắn, sợ rắn giữa đồng mà cắt trên trong cái gò đất là rắn là tổ sư đó. Thì năn nỉ quá ngài nói ok cắt, nhưng mà cho cắt giống như cái chuồng heo vậy đó, có nghĩa là gạch xây ở dưới đất lên khoảng chừng 1.5 mét, y như cái ngày ngày nó cắt thì kiểu chuồng heo á, có nghĩa là chuồng heo nó hơi thấp chút, cái này nó hơi cao, nhưng mà cái kiểu chuồng heo nghĩa là từ dưới đất lên khoảng chừng 1.5 mét là gạch. Rồi từ đó trở lên nó là lấy tre đó, lấy mấy cái thanh tre nó kết lại để cho chi thông thoáng thoáng gió, mà đồng thời không có cái gì gọi là khuất lắc, thoáng gió mà xứ nóng cho nó mát, mà đồng thời ngài muốn là nó phải minh bạch như vậy. Tức là đêm hôm gì đó là ai muốn nhìn ngài thì cứ nhìn thoải mái miễn phí nha. Rồi cái đêm cuối cùng mới thấy làm sao đó không biết, rồi cứ ngồi xếp bằng thẳng lưng lên vậy đó, xếp bằng tọa thiền, tư thế gọi là tuyệt hảo hoàn chỉnh này. Thì sáng hôm sau ông cư sĩ tới là để cúng dường thức ăn để cúng bát. Ông tới thì ông tới gõ cửa, ông thấy thì ông cứ đứng ông dòm vô, có ông mắt biết mà sao mà không nhìn được, thì ông nhìn vô trong điểm là ngồi thẳng băng vậy, ông biết xong rồi, cái gì đâu có ai mà kỳ cục như vậy. Đó giờ ông đâu thấy ai nhập định đâu, không, ông không thấy ai nhập định, mà giờ ông thấy cái người này ngồi như vậy mà đập muốn banh cái cửa mà không mở thì có nghĩa là thật xong rồi. Thì ông mới hô hoán lên, thì mọi người tới. Thì sờ vô đây là ta thấy là coi như là không có nhịp nhàng nhúc nhích, nhúng nhảy nữa là xong. Đấy. Nhưng mà rất tiếc là công an địa phương đó, họ sợ gọi là cái chuyện, cái tư thế ra đi đó, nó gây ra cái tiếng vang tiêu cực. Đấy. Đồn thổi rồi tới rồi xin số đề rồi đó. Cho nên họ mới đề nghị gọi là chư tăng mà những vị mà về lo hậu sự đó, họ đề nghị chư tăng phật tử là phải vuốt, lấy rượu đắp vỗ vuốt để mà trả ngài trở về cái tư thế nằm bình thường, chứ còn để mà ngồi nó đồn luôn mà tối nó kéo nguyên sư đoàn tới nó xin số đề là chết luôn. Bồ đề không thấy, phải số đề không, mà dân Việt Nam mà. Cho nên là mình phải thấy là đó là những cái chết mà coi như là đáng được bản vàng bia đá. Và như và một cái ông Phật tử ở bên Cali nữa, tôi không muốn nói tên bởi vì nói ra rồi ta nói tôi mua lòng gia đình. Ông đó nó là coi như là trước khi mà mất là tỉnh táo tụng kinh rồi ngon lành sinh giới rồi nghe pháp rồi còn biết nói những câu dí dỏm ví von ngon lành. Xong rồi vô là áo quần tinh tươm chỉnh chu, nằm thẳng người ra để hai tay lên rúm, mắt nhắm hờ, không biết có hước hay không nhưng mà không hề có xe dịch. Đấy. Là đi luôn, cư sĩ mấy chục năm ông đó phải chết như vậy đó. Đấy. Thì trong cái rúm này nè, thì tôi nhắc lại một lần nữa, đời sống của mình là nhân quả. Cái vấn đề là dầu mình đang nhận cái quả lành hay là đang nhận quả xấu thì phải lấy nó làm cái điều kiện để mà tạo tiếp tục cái nhân lành, đó là tinh thần Phật pháp. Còn đằng này nhân lành này không tạo mà tạo toàn nhân xấu, mà cứ mở mắt ra là cứ cầu quả lành mà cầu cái gì, các biết nghe kịp không? Mình sống rất là mâu thuẫn, muốn có hiện tại sướng như tiên, như muốn có một quá khứ cao khiết như thánh, đó là cái mâu thuẫn thứ nhất. Cái mâu thuẫn thứ hai là muốn hưởng quả lành mà tạo toàn là nhân xấu, sợ quả xấu mà toàn là tạo nhân xấu, sợ quả xấu mà tạo nhân xấu,
thích quả lành mà tạo toàn nhân xấu, lười tạo một cái nhân lành, đó là cái mâu thuẫn. Và bữa nay tôi có nói qua cái chuyện niệm đó, mà kể từ hôm nay lạy Phật, lạy Thánh, đấy, về Miến Điện, về Thái, đảnh lễ cao tăng. Không phải là mình đi mình xin cái phước của người ta, mình phải mình xin cái quả lành của người ta, mà mình phải nhìn người ta như là một cái bài răng đời, để mà mình trang nghiêm tam nghiệp, trao dồi cái nhân lành. À, mình thờ ngài Siêu Lý, không phải là mình xin cái quả lành của ngài như là một cái kiểu ăn mày để xin nhà giàu, mà mình phải là nhìn cảm tượng của ngài để mà nhớ cái hạnh hào sản của ngài trong vô số kiếp. Nhắc tới nhà Nan là phải nhớ đến cái hạnh đa văn, cái hạnh một đời khao khát học Phật không biết mỏi mệt trong nhiều kiếp như vậy. Đấy. Nhớ đến ngày Xá Lợi Phất là mình mới nói đến cái hạnh là thiết tha cầu pháp. Đấy. Nói tới Đức Phật thì khỏi nói rồi. Là mình phải nhớ đến là ngài là cái người trao dồi tất cả hạnh lành. Đệ tử thì có người chuyên cái này chuyên cái kia, riêng ngài thì cái gì cũng chuyên hết. Cho nên khi ngài thành Phật rồi thì tất cả hạnh lành ngài có đều ở top, ở đỉnh hết. Ví dụ như đó là đệ nhất tài lộc có ai hơn Đức Phật? Ngài Siva Lý lúc đi tu đúng thì ngài coi như là ngài rất nhiều tài lộc, nhưng mà có ai mà được như Đức Phật lúc mà ngài còn là Bồ Tát kiếp chót tất đạt, mới vừa lọt lòng mẹ thì trong kinh nói có gì nghe cái gì nó phỏng thần. Ngay cái ngày mà Bồ Tát vừa lọt lòng ở Lumbini thì trong cái vương quốc mà Kapilavastu xuất hiện 4 cái hầm châu báu, mà mỗi một cái hầm như vậy, cái hầm mà cạn nhất là phải là 2 cây số, cái hầm mà sâu nhất là 15 cây số sâu. Đó là ngày cứ móc lên ngày xài một kiếp không hết, ngày xài đến ngày càng cho tùm lum nữa không hết, phước này nhiều như vậy. Và những cái lần mà trên đường du hóa sau khi ngài thành Phật, những lần người gặp khó đó, là Đế Thích ở trên trời đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế phải cái long ngai, cái kim ngai Đế Thích, cái bảo tọa Đế Thích phải nắm vì biết Thế Tôn đang cần cái gì đó. Mỗi bữa ăn của Thế Tôn là chư thiên trong vô lượng vũ trụ tới cúng dường cái thiên phẩm thiên vị cho ngài, cho ngài dùng. Dễ sợ như vậy đó. Phước lộc của Đức Phật kinh khủng như vậy. Nói với tài lộc không ai hơn Phật, nói đến trí tuệ không ai hơn Phật, nói đến kham nhẫn thiền định từ bi không ai hơn Phật. Vì sao vậy? Vì tất cả hạnh lành Phật đều tu hết, và tu ở cái mức thấp. Thấp là sao? Dám vì cái hạnh lành đó mà bỏ mạng thì gọi là thấp. Nhớ nha, chứ trong lâm trong rung này cái nghe nó thấp thấp, mà biết thấp là sao? Thấp là đỉnh á. Này thì các vị hỏi nó xin nói ngài tu thấp là tu sao? Thấp là có nghĩa là ngài dám bỏ mạng cho mỗi hạnh lành. Ví dụ như ngài vì cái hạnh kham nhẫn chém chết ngài, ngài vẫn nhẫn. Có một lần đấy, ngài ngồi tu trong rừng, có cái ông vua đó, ông tới, ông hỏi ông tu đi, ông tu cái gì? Ngài nói tu một chữ nhẫn thôi. Thì vua mới cho người chặt tay ngài, hỏi còn nhẫn không? Ngài nói nhẫn không phải nằm ở tay. Chặt chân ngài, hỏi còn nhẫn không? Ngài nói nhẫn không nằm ở chân. Đạp vô ngực ngài, hỏi ngài còn nhẫn không? Ngài nói nhẫn nằm trong trong tâm, chứ phải nằm ở ngoài ngực. Khiếp như vậy rồi. Tức là gọi là giữ vững lập trường, quan điểm cách mạng cho đến cuối cùng, không hề thay đổi nha. Ngài vì cái hạnh bố thí mà đến cái mạng cũng không tiếc. Có một lần đó ngài làm một cái sư phụ dạy học cho cả 100 đệ tử trong rừng ấy. Giống như là ông gì của mình, ông Chu Văn An mà mở lớp dạy trò vậy đó. Ngài giống như vậy. Thì cái bữa đó ngài với cái người đệ tử lớn, đệ tử trưởng tràng, trưởng lớp à, hai thầy trò đi vô trong rừng cũng hái thuốc. Thì đang đi này, ngài mới liếc xuống như cái hố, ngài thấy có hố sâu à, cái vực. Ngài thấy có một con cọp mẹ mà nó bị lọt với lâu lắm mà nó lên được. Mà lúc nó lọt xuống thì theo mình hiểu là nó lọt, nó có chữ. Rồi nó mới lọt xuống dưới đó thì nó mới sanh con luôn. Đó là lý do tại sao mà có cặp mẹ lẫn cặp con. Chứ còn nếu mà nó đẻ trên đất thì nó đẻ trên đây, chứ làm sao mà lọt nguyên một family như vậy này. Thì ngày liếc ngày thấy đó, con cặp mẹ là gầy trơ xương rồi, mà cái đám cặp con này nó cứ rút vào cái vú mẹ mà còn cái gì nữa đâu mà bú, mà đem lên đem cách nào. Thì ngày mới nói với đệ tử lớn, ngày liếc ngày thấy rồi, ngày quay mặt liền,
quay mặt không cho đệ tử thấy. Ngài nói con về đi, con về trước đi nha, đừng có chờ thầy. Thì người học trò đi, thì người học trò đi rồi đó, thì ngài mới là từ ở trên cao ngài nhảy xuống. Mà trong kinh nó lúc đó ngài cần thành, mà cho nên ngài cái trách nhiệm ngài đối với chúng sinh nó y chang như mẹ với con, chứ không có phải như mình mà nhảy về lỡ nhảy. Thứ nhất là nhảy mà cho cọp ăn là thấy thua rồi, nhảy sợ gãy chân, rồi nhảy sợ bị thương, nhảy sợ đau, lúc ngài thì không. Cái lúc đó khi mà càng gần lúc gần càng gần cái ngày thành Phật đó, thì cái hùng tâm tráng chí dễ sợ lắm, dời non lấp biển chỉ là chuyện nhỏ. Đấy, càng gần ngày thành Phật làm toàn là chuyện khó, nhưng mà lại dễ làm là lúc là cái tâm nó quá quá thuần tục, quá chín mùi rồi. Ngày nhảy xuống mà con cọp mẹ nó yếu đến mức mà nó chỉ dòm ngày nó liếm liếm thôi, chứ nó không biết làm sao, nó yếu quá rồi. Thì ngài mới lấy cái một cái dâm gỗ, ngài tự ngài chọt cái cổ cho máu nó trào ra để cho con cọp nó liếm, nó lấy sức, rồi nhờ nó lấy sức vậy nó mới ăn ngài được đó. Thì cái người học trò đó chia tay thầy đi một tổ, thì nghe đất cái chân mình nó rung lắc, mà trên trời thì sấm chớp nổ vang, mà đại địa chấn động thì trời đất tối mù. Thì người học trò đó bằng cái huệ căn của mình, ngọc trò biết chuyện gì rồi. Bây giờ người hồi nãy sư phụ quay mặt không cho mình nhìn, nhưng mà người thì học trò đã kịp thời nhìn thấy cái gì dưới hố. Và lúc đi nửa nghi nửa ngờ, nghĩ chắc thầy có chuyện gì ở lại chứ không chắc lắm, nhưng mà khi thấy đại địa chấn động, trời đất tối mù như vậy, sấm chớp vang động, thì người học trò với cái huệ căn của mình, ngọc trò biết rằng thầy đã làm cái gì. Ngọc trò quay trở lại thì thấy con cọp nó đang ăn sư phụ. Thì người học trò mới nói là thầy lượt con được. Thì người học trò mới nhảy xuống. Thì cái ông thầy đó chính là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Vừa người học trò chính là Bồ Tát Di Lạc sau này đó quý vị. Tôi kể đến đây mà tôi nổi da gà, khiếp như vậy, dễ sợ như vậy. Này, người học trò đó chính là Bồ Tát Di Lạc. Có nghĩa là này, giống như Trung Quốc mà có Tôn Nhật Tiên, cái Tử Giới Thạch vậy đó. Đó, cái, hoặc là Ai Cập có Nát Xe. Thì tôi đem vô so sánh những hai cặp kiển Mỹ, tôi muốn nói là những tâm hồn lớn nó mới gặp nhau được. Đấy, thì coi như là Bồ Tát đó. Và trong vô số kiếp thì sanh ra là cứ có dịp là tu, có dịp là tu. Và cái đặc điểm của Bồ Tát là gì? Thích tạo nhân lành nhưng gặp quả lành lòng chẳng màng, không muốn tạo quả ác nhưng khi gặp quả ác lòng chẳng sợ, chẳng sợ. Biết trong rừng có nghe tôi nói cái này kịp không ta? Cái này chắc phải xăm lên người cho quý vị nhớ dở ẹt nha. Bồ Tát nói riêng mà hiền trí ở đời nói chung, thích tạo nhân lành nhưng khi gặp quả lành lòng vẫn dưng hờ hững, coi thường cái đẹp, cái giàu, cái giỏi, cái tiếng tâm, cái may mắn, coi thường, không có dùi đầu gục mặt vô trong đó. Đấy. Còn cái kẻ mà thiếu trí đó, lười tạo nghiệp lành nhưng mà gặp quả lành thì đắm đuối đê mê, mà gặp quả ác thì kêu trời như bỗng, nước mắt đầy mặt, kêu trời như bỗng, gào la kêu khóc. Đây, đó là phàm phu. Quả ác thì sợ nhưng mà tạo, nhưng mà lại lười tạo cái nhân lành. Còn cái bậc hiền trí, đặc biệt là Bồ Tát, thích tạo nhân lành nhưng khi gặp quả lành thì lòng chẳng màng, ghét tạo nhân xấu nhưng khi gặp quả xấu thì lòng chẳng sai. Không, gặp quả lành thì lòng chẳng màng, mà gặp quả xấu thì lòng chẳng sai. Còn mình thì sao? Mình nó thì ngược lại, khoái ác, ghét thiện mà khoái hưởng quả lành, mà sợ chịu quả xấu. Đó. Kể từ hôm nay sau bài giảng này, những người đã là tinh thông Phật pháp tôi không dám nói, nhưng mà đặc biệt với những người sơ cơ là mình nhớ dùm đời sống này của mình, hơi thở này của mình, tay chân mắt mũi này của mình chỉ là quả quá khứ thôi. Nhưng mà bằng dựa trên cái quả quá khứ này mình có tạo nhân mới thiện hay bất thiện đó là chuyện khác. Nhớ nha, tấm thân này chỉ là cái quả thiện quả ác đời trước mà mình có. Trong rung thế nào cũng có người ngạc nhiên đó, tại sao cái thân này lại là cái quả ác. Thì tôi nói là có hai trường hợp, có người cũng có tấm thân này nhưng đừng mà họ chỉ chịu toàn là cái chuyện khổ không à. Nhớ nha, mắt của họ thấy toàn là
cái không muốn thấy. Tai nghe toàn là âm thanh không muốn nghe, mà rung rung là tôi sợ không hiểu nên tôi đành phải giải thích. Các vị biết có những cái gia đình mà có những người mà từ nhỏ là họ ở chỗ xóm lao động, xóm ổ chuột rồi. Từ hồi nứt mắt ra là đã thấy ống cống, thấy ống rác, xác chó, xác mèo quăng ném tùm lum. Đấy. Rồi cứ vậy lớn lên đi ba gác, đạp xích lô, bán vé số, rồi lấy vợ, lấy chồng, đẻ mẹ con cũng ở Nha Trang. Cho nên cả đời của họ đó là coi như là mắt thấy tai nghe mũi ngửi toàn là cái cảnh trần bất tội không gì đó. À, ai râm râm này không biết thì đảo đảo xuống sớm thì nghe đó, thì nghe thì chắc họ cũng sửa mà họ móc sình nó làm lại, nhưng mà tôi nghĩ chắc cả sớm thì nghe xưa thì biết kinh khủng đó. Gọi là mấy cái ao rau muống mà bên muốn nhận đó, gần cái chỗ động hoa vàng của ông Phạm Thiên Thư đó, kinh dị lắm. Ao rau muống mà coi như chuột cống mà ghẻ mà không có lông nó chạy sực sởn sởn đó. Mà có những người mấy thế hệ cứ sanh ra lớn lên rồi chết đi ở cái chỗ như vậy, gọi là sáu tầng bất toại. Đấy. Rồi có những người may mắn đẻ ra là cũng có lục căn, nhưng mà lục căn của họ, mắt tay của họ biết toàn là lục trần như ý. Ngay ở trên cái đất Thụy Sĩ này là có biết bao nhiêu người nứt mắt ra là đã có 8 cái nhà, 2 cái nhà trên núi, 4 cái nhà dưới hồ, rồi ngoài phố ở không hết. Mùa đông thì ở đâu, mùa hè là ở đâu, lúc thì ở nhà ốp đá ma bồ cẩm thập, lúc thì ở nhà gỗ trên núi nhìn xuống rồi bát ngát mênh mông. Đấy. Thức ăn thì các vị biết Thụy Sĩ mà, Thụy Sĩ tất cả thức ăn đều phải qua xét nghiệm nghiêm túc, không có phải bừa bãi, từ cọng rau cho đến miếng tàu hũ, cây nấm, trái cà, trái ớt là đều xét nghiệm, đều được kiểm nghiệm đàng hoàng. Và biết bao nhiêu người mở mắt ra là thấy núi tuyết, hồ nước xanh biếc, đồi cỏ thẳng tắp. Đấy. Rồi cả đời là mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm toàn là những thứ mà như ý không. Trong khi đó là cũng có sáu căn, mà sáu căn của họ là do cái quả lầm về trước, do cái nhân lầm nó tạo ra quả lầm. Này, sáu căn họ đời này là quả lầm do cái nhân lầm về trước. Cái vấn đề ở đây không phải là tôi kể mấy cái đó của xứ nào cho quý vị nghe cho biết, không phải, mà tôi muốn nói là người có đạo tâm, đạo tuệ, có mắt tuệ, sống trong cái khổ lấy đó làm bài học để không có tạo nghiệp xấu nữa. Sống trong cái quả lành thì lấy nó làm điều kiện để tiếp tục tạo nhân lành, để nếu đủ duyên thì không còn sanh tử, mà nếu chưa đủ duyên thì đời sau kiếp khác sanh ra cũng trong một điều kiện tương đối để tiếp tục tu tập. Nói gì thì nói, tu là phải đơn giản, tu là phải thiểu dục. À, nhưng mà có điều kiện, có phương tiện vẫn tốt hơn, thưa quý vị. Này, thưa quý vị, ví dụ như bây giờ hai người Phật tử, người nào cũng là hành giả, người nào cũng giữ bát quan trai hết. Mà trong khi đó, cả hai người đều sống trong một cái thiền viện ở Miến Điện. À, nhưng mà một người chỉ cần nghe nó hay kỳ kỳ là họ đã thò tay rút cái phone, smartphone mà iPhone đời mới nhất, bấm bà, liên lạc bên nhà, bút cái vé bay trong vòng 3 giây. Một là bay về Sing, bay về Bangkok, hoặc là về Sài Gòn, bệnh viện Pháp Việt. Không? Vô nằm. Còn cái người thứ hai cũng giữ bát giới, cũng hành giả tứ niệm xứ, mà nghe nó đau lối, đau lạ quá. 3-4 ngày nay không biết làm sao. Bây giờ không biết, không có cái phone để liên lạc, mà nếu liên lạc về nước thì bố đặt xích lô, mà mẹ bán vé số, thằng em thì coi như là đi làm thuê, thì báo về để làm cái gì. Mà bây giờ không biết bị bệnh gì, mà bây giờ đau quá rồi phải ráng về nước. Mà bây giờ là cái thằng nó có tiền hay vé giá nào nó cũng mua, còn mình phải ngồi mình lựa cái vé nào mà nó mềm, mình mới dám bay. Bị nghĩ có đứt ruột không? Rồi từ ở trên Memio đó mà muốn về Mandalay đó là phải ra quá gian xe, trong khi cái tên mà nó có tiền, nó búng tay một cái là nguyên một sư đoàn taxi nhào tới rước nó đi như là rước con phố nội. Trong khi mình là qua quá gian xe, rồi xe gì cũng nhào lên, xe chở gỗ, xe chở heo gì cũng ráng leo lên hồi sóc dằn xô đẩy à, rồi về tới Mandalay, hoặc là từ Mandalay mà làm sao bây giờ dân công để bay. Cái đó tôi không dám nói nha, cái đó tôi cũng nghe, tôi liên tưởng người ta ớn rồi đó nè. Thì các vị thấy không, hành giả hết đều là ly dục hết, bát quan hết, áo quần nâu sòng hết, đúng không? Đấy. Nhưng mà cái tên mà nó có cái quả lành là nhiều thì nó tu của bộ sướng rồi. Rồi ngay trong những lúc mà chưa, những lúc bình thường không có phải bệnh trọng bệnh,
ta mà nó có điều kiện nó nghe hay kỳ kỳ là nó mở cái vali nó ra, ta nó thuốc đầy ắp đủ thứ thuốc, thuốc cảm sổ mũi tiêu chảy nhức đầu tùm lum, cọc tizon rồi bị ong chích trắng cắn, nó đều có đủ đồ đồ nghề hết. Còn cái tên kia thì có chị nghĩ ra chịu nổi không? À, trời lạnh cái tên kia là nó móc cái máy xé tóc ra là nó xử bằng chân trong vòng ba nốt nhạc và đấm một chân. Còn mình nghèo là trời lạnh đó, là chỉ biết lấy dầu là nó bôi chân mà gặp ba cái dầu sao vàng càng bôi càng lạnh, cái nghĩ có chịu nổi không? À, cho nên người tu không cần sướng, nhưng người tu phải có tâm lành để lấy đó làm điều kiện tiếp tục tu nữa, chứ không phải là tạo nhân lành để rồi sướng. Không phải, tôi nói 1000 lần rồi, chúng sanh trong đời chia là mấy hạng sau đây. Thứ nhất, chỉ biết quẩn quanh bốn chữ thích ghét buồn vui bất kể thiện ác. À, chỉ quẩn quanh thích ghét buồn vui bất kể thiện ác. Cái hạng thứ hai cũng thích, cũng là quẩn quanh trong thích ghét buồn vui nhưng mà quan tâm tới thiện ác, làm lành lánh dữ để mà trốn khổ tìm vui. Cái hạng thứ ba mới là ghê. Hạng thứ ba đó là thấy thích ghét buồn vui và cả thiện ác đều là vô ngã vô thường, đều là nhân sanh tử. Cho nên người này vẫn tiếp tục làm lành lánh dữ, nhưng không phải để trốn khổ tìm vui, mà là làm lành để vĩnh viễn không còn thiện ác buồn vui nữa. Như trong bài giảng ngày hôm qua và nhiều bài giảng khác tôi có nói, có hai người Việt Nam đang đi làm kiếm tiền trên hình thức giống nhau nhưng lý tưởng khác nhau. Một người đi làm kiếm tiền để trở thành đại gia ngay trên mảnh đất hình chữ S. Còn người thứ hai đi làm quăng quắt cây bừa như tàu để kiếm tiền, hướng tới cái mục đích là định cư nước ngoài, tìm mọi cách là đẩy con cháu ra trước rồi mình đi sau. Cho nên cả hai người đều kiếm tiền, nhưng một tên nó kiếm tiền để ở lại quê hương làm đại gia, có một tên kiếm tiền để đi định cư ở nước khác. Thì hai cái người tu tập cũng như hai người làm phước lành cũng vậy, một người thì cầu quả nhân thiên, à, thì đó gọi là làm là kiếm tiền để định để mà tiếp tục ở lại với quê hương. Còn cái hạng thứ hai cũng làm lành lánh dữ nhưng mà cầu giải thoát, thì cái hạng này được gọi là kiếm tiền để mà định cư nước khác. Các vị nghe kịp chưa? Hình thức giống nhau, hai tên tên nào cũng kiếm tiền hết, nhưng mà cái mình kề tay hỏi nhỏ thì hai tên khác, một tên đó là cái tên nào mà muốn làm đại gia mình nhìn biết liền này. Là ăn rồi là cứ thấy cách ảnh ảnh đầu tư mua đất Đà Lạt, mua đất Nha Trang, mua đất trên đồi thông ở ngoài biển, rồi còn kiếm một miếng để mà bây giờ ở đâu rồi thích chơi lan kiện, thích mua đồ cổ. Còn cái tên mà nó chuẩn bị nước ngoài, nó ngu gì nó mua mấy đồ yêu quái đó, không có ngu gì, tất cả tiền anh kiếm được là anh đổi ra ngoại tệ hết, anh quy ra hột xoàn, quy ra vàng hết à, để đó để tìm cách anh tuồn đi bằng cách này cách khác, bằng cách đen cách đỏ gì cũng cần biết, anh tuồn ra nước ngoài hết. Đấy, mục đích ảnh không phải là ảnh ở lại với đất nước đó. Ở đây cũng vậy, có những người hạng thứ nhất là coi như là chỉ biết thích ghét buồn vui không màng thiện ác. Hạng thứ hai tiếp tục quẩn quanh trong cái thích ghét buồn vui nhưng mà biết làm lành lánh dữ. Còn cái hạng thứ ba là không màng cái thích ghét buồn vui nhưng vẫn tiếp tục làm lành lánh dữ để không còn thiện ác buồn vui. Đấy. Mà khi không có Đức Phật ra đời thì chúng sanh khá lắm là hạng hai thôi. Khá lắm là hạng hai thôi, có nghĩa là trốn khổ tìm vui để mà tức là làm lành lánh dữ để trốn khổ tìm vui. Còn đa phần chúng sanh còn lại đó là thích ghét buồn vui mà bất kể thì ngán. Cái hạng này nó nhiều vô thiên lũng này, vô thiên lũng tức là countless vô số. Cho nên ấy, bữa bài giảng hôm nay tôi nói về chữ nhân và chữ quả là để nhắc một điều. Người tu Phật cầu giải thoát không cầu quả lành nhưng phải tạo nhân lành. Không tạo nhân ác nhưng khi gặp quả ác lòng không sợ không sợ. Đó. Còn người không biết đạo thì việc thiện thì lười làm, khoái làm việc ác. Tới lúc nhận quả ác thì kêu trời. Đấy, đó là điểm khác biệt. Thứ hai, người không biết đạo thì muốn mình có một cái hiện tại sướng như tiên và muốn có một quá khứ như ông Thánh. Hiện tại giống ông tiên mà quá khứ như ông Thánh, nhưng mà riêng người học đạo lại khác. Muốn ngay từng giây phút như Thánh. Bởi vì đối với họ
sống như thánh, tức là sướng như tiên. Còn người không biết đạo thì họ phân biệt rất là rõ. Sướng như tiên thì dễ chịu, mà cao khiết như thánh thì rất là cực. Sợ làm thánh mà khoái sướng như tiên. Còn cái người biết đạo thì thích sống như thánh nhưng không màng sống như tiên. Nhớ nha, đây là những cái, đây là bữa nay mình nói sâu nhiều về cái gọi là khía cạnh nhân quả. Mà theo cái lối nhìn thông tục nôm na ví von dành đến người mà dốt đặt mấy gì hết, chứ lẽ ra cái đề tài nhân quả này nè mà nói về 12 duyên khởi thì nó rất là ngon lành, nhưng mà không, cái đêm này tôi chẳng biết là quý vị học tới đâu. Cho nên là cái đề tài nhân quả này mà khai triển theo cái giáo lý duyên khởi, tôi sẽ dành riêng như cái lớp intensive bên Đức này, thì tôi thì cũng phải rao rao cho biết tôi giảng cái gì là sao. Do vô minh trong bốn đế, cho nên vô minh trong bốn đế là cái gì? Không biết mọi thứ ở đời là khổ, không biết mình thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Đấy, mà cái người nào không biết bốn đế thì đó gọi là vô minh. Do vô minh trong bốn đế nên mới tạo các nghiệp thiện ác. Hồi nãy tôi mới nói đó. Do vô minh trong bốn đế không biết rằng mọi thứ ở đời là khổ, cho nên là họ mới chia ra cái này là sướng, cái này là vui. Chứ lẽ ra họ thấy tất cả là khổ thì nó yên quá rồi, đằng này họ chia ra phân ước là khổ, mà phân khô là sướng. Và trong ghi đó theo tinh thần Phật pháp bảo là phân, thì dầu là phân một nắng hay là tám nắng, hay là phân mà nó mới vừa ra lò nóng hổi chèn bẹp thì đều là phân hết. Nhưng mà mình không biết đạo, mình mới chia ra phân này là phân hai nắng, phân ba nắng, phân này là phân mới ra chưa có nắng nào. Và trong mắt của bậc thánh hiện hữu là đóng phân, hiện hữu là đúng phân, nhớ nha. Cho nên cái lý nhân quả mà nói thì mới duyên khởi nó rất là sâu. Do vô minh trong bốn đế cho nên mình mới có hai cách nhé, hành động sống thiện và sống ác. Mà cái vô minh trong bốn đế nếu mà nói trên công thức chung thì là có một là vô minh thôi, nhưng mà thực tế cái vô minh của thằng Tèo hoàn toàn nó khác của thằng Tí, của con Lan, nó không giống của con Hương, của con Cúc, nó không giống của con Ít. Cho nên thằng Tèo nó ác không giống với cái ác của thằng Tí, thằng Tèo nó sống thiện không giống cái thiện của thằng Tí. Cho nên cái vô minh nó khác nhau, cho nên nó dẫn đến cái thiện hành là ác hành nó khác nhau. Chính vì cái ác hành là thiện hành nó khác nhau nên cái tâm đầu thai đó đi về các cõi cũng khác nhau. Mà cho dầu hai đứa cùng xài một cái tâm, thí dụ nha, tâm đại quả thứ nhất nó dùng cái tâm đó đi đầu thai, nó trên chữ đó thì đúng, thì nó xài cùng một tâm, nhưng mà trong thực tế không phải. Hai cái tâm đại quả này không cách nào giống nhau, vì không có hai cái tâm đại thiện giống nhau thì làm gì có hai tâm đại quả giống nhau. Cho nên do vô minh không biết mọi thứ là khổ, cho nên người ta mới trốn khổ tìm vui bằng cách làm các nghiệp thiện ác. Do tạo các nghiệp thiện ác cho nên người ta mới có tâm đầu thai đi về các cõi. Do đi về các cõi cho nên người ta mới phải có sáu căn chứ. Mà cái sáu căn của mỗi người nó cũng không giống nhau. Có người có sáu căn mà biết toàn là sáu trần bất toại, có người có sáu căn biết toàn là sáu trần như ý. Mà trong cái đám mà bất toại đó, nó có bao nhiêu người thì bấy nhiêu trường hợp. Mà trong cái đám như ý đó, thì có bao nhiêu chúng sanh thì nó có bấy nhiêu trường hợp. Hai hoa hậu không cách nào có mặt giống nhau. Hai cái ông mà professor, giáo sư đại học không cách nào giống nhau. Hai cái thằng cha bác sĩ nổi tiếng nó cũng không cách nào giống nhau. Hai cái cô diễn viên, ca sĩ, người mẫu không cách nào giống nhau. Mỗi người nói giống là giống trên cái đại thể, đại lược, căn bản thôi. Chứ còn cái chi tiết là không cách nào giống nhau hết. Này, cho nên cái nhân quả của người này, cái nhân người này không giống nhân thiện, người này không giống nhân thiện người kia. Nhân ác người này không giống nhân ác người kia. Cho nên dầu sanh về chung một cõi thì cái phận đời, cái hình hài, não trạng, tâm trạng, thể trạng của mỗi người không giống nhau. Từ đó nó mới dẫn đến cái gì? Hễ sáu căn nó không giống nhau thì sáu trần không giống nhau, mà sáu trần sáu căn không giống nhau thì sao? Sáu thọ không giống nhau, vì sáu thọ nó không giống nhau cho nên nó sáu ái, sáu cái niềm đam mê nó không giống nhau, vì sáu ái không giống nhau cho nên tứ thủ không giống nhau, vì tứ thủ không giống nhau nên hai thủ không giống nhau. Hai thủ có nghĩa là nghiệp thủ và nghiệp hữu và sanh hữu không giống nhau nha. Vì hai hữu không giống nhau cho nên là tiếp tục cái cõi tái sanh nó lại khác. Mà nếu có giống thì nó giống trên đại thể, chứ còn chi tiết tiếp tục khác nữa. Cứ như vậy trong trọng đức thôi. Nhân thiện của thằng Tèo không giống của thằng Tí, nhân ác của thằng Tí không giống của thằng Tèo.
Đấy, của con cúc không giống con lan, của con hiến không giống con hạnh. Rồi tổng cộng lại nhân nào quả nấy, đó là cách nói ví von đơn giản cho cái người không biết cái gì. Chứ còn nếu nói chi tiết thì do khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống, nó khiến cho chúng ta mỗi người có một cái kiểu nhân thiện khác nhau, nhân ác khác nhau, từ đó quả thiện khác nhau và quả giống nhau. Cái vấn đề lớn ở đây mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đó là đối với người biết đạo, trong mọi hoàn cảnh đang gặt hái quả lành thì hãy xem quả lành là điều kiện để tạo nhân lành. Đang hái cái quả xấu thì phải coi cái quả xấu nó lại tiếp tục là một cái điều kiện để tu tập. Còn người không biết tu thì sao? Quả lành không chịu tạo, chỉ tạo nhân lành không chịu tạo, tạo toàn là nhân xấu. Tới lúc chịu quả xấu thì kêu trời, mà lúc gặp quả lành thì chổng mông gục mặt cho nó mà hưởng, tiếp tục sa đọa trầm luân, nhớ. Cho nên là tuần sau cái bài giảng mà cho lớp intensive bên Đức, tôi sẽ nói về cái nhân quả mà theo cái hệ thống duyên khởi rất là sâu. Bởi vì sao tôi ngày hôm qua tôi có giảng trong lớp intensive, đó là tùy thuộc vào cái ác của mỗi người kiếp này mà mai mốt kiếp sau cái ác của mình nó có một cái hình thái rất là đặc biệt, và tùy thuộc vào cái ác của mình mà mình có một cái thiện không giống ai, và cũng tùy thuộc vào cái thiện của mình nó làm sao đó mà cái ác của mình cũng không giống ai. Cái ác và cái thiện của phàm phu nó hỗ trợ lẫn nhau, nó tương tác lẫn nhau nha các vị nha. Do cái ác của mình trên cái nền tảng của cái ác mang cái mạc là tội khanh, thì mai mốt nó sẽ tạo ra một cái thiện tội khanh, mà trên cái thiện tội khanh nó sẽ là cái nền cho một cái ác cũng mang cái mạc là tội khanh. Các vị nghe kể bây giờ tôi ví dụ nha, tôi là một hành giả, tôi thích tu thiền nhưng mà cái tâm tôi ganh tị cực mạnh, xem chưa đó. Tôi thích tu thiền nhưng mà tại vì cái chính vì cái bản chất của tôi là ganh tị nặng lắm, cho nên tôi vô trong thiền viện á, tôi đi tu thiện mà, thiền là mình tu thiền tức là mình đang hành thiện, đang sống lành mà. Nhưng mà trong suốt thời gian đó, bữa nào mà tôi thấy thiền sư vui vẻ với tôi thì tôi rất là hạnh phúc. Bữa nào tôi thấy ông làm lơ tôi, sao ông có vẻ ông hơi chăm sóc đặc biệt một cái hành giả khác là tôi khó chịu lắm. Các bạn thấy chưa? Rồi từ chỗ tôi khó chịu bắt đầu tôi bất mãn thiền sư, rồi tôi nói xấu bạn tu, rồi tùm lum hết. Các bạn thấy chưa? Đó, rồi tới lúc mà bây giờ cũng bủng sỉnh nè, tôi là người bủng sỉnh. Cho nên khi mà tôi đi tu, tôi cứ nghĩ cách làm ít tốn nhất. Bữa nào mà thiền viện mà kêu gọi hành giả đóng góp này kia, ví dụ vậy đó, tôi khổ tâm, tôi khó chịu lắm. Nhiều khi kẹt cũng móc, mà móc ra rồi nó móc buổi sáng, buổi chiều ngồi thiền mới được. Trời ơi, nhớ ví dụ buổi sáng móc rồi nó khổ quá. Thiền đã nên thiền là miễn phí, mà tự nhiên giờ xin tiền để giúp cho hành giả nào đó có tiền máy bay về nước chữa bệnh rồi, nó trời khổ quá khổ. Các bị hiểu không? Có nghĩa là cái thiện của mỗi người đó nó bị ảnh hưởng bởi cái ác của đương sự, và cái ác của mỗi người á nó bị ảnh hưởng bởi cái thiện của đương sự. Có nhiều người tánh nó rất là nóng, nhưng mà nhờ họ từng có tu nhẫn, tu xả, tu niệm, tu định, tu trí, cho nên cái ác của họ nó cũng có gia giảm, có cái ác của họ nó có được cái thiện tác động một cách tích cực. Nhưng mà ngược lại, cái thiện của mỗi người nó cũng bị cái ác mà tác động, nhưng mà có điều nó hơi tiêu cực, nhớ nha. Cho nên trong cái bài giảng hôm nay tôi muốn nói đến cái cảnh tương tác của vạn hữu, mà cái quan hệ tương tác ấy có một cái tên gọi rất là bình dân, rất là phổ cập, đó là nhân quả. Ok, tôi mệt rồi, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành nha. Hẹn các tỷ lệ ngày chủ nhật thứ hai thì sao. Ok bạn. Dạ, cảm ơn sư. Cảm ơn sư, chúng con chào sư. Dạ, kính chào sư. Rồi, kính thưa quý vị, này, xong bài pháp thoại của sư, lại một tuần lễ nữa, mình lại có một bài pháp thoại làm hành trang cho mình trên con đường tu tập. Nhưng cũng cảm ơn quý vị. Hôm nay Internet nó hơi bị yếu một chút xíu, nhưng mà bài pháp rất chất lượng. Quý vị muốn nghe lại thì ngày mai có thể ở trên YouTube có bài pháp lại pháp thoại của sư, hoặc là vào vào trong cái Kalama Phá Hoành Kiên. Nó là cái trang để tôi share nó ra cho bà con thấy luôn. Nó là cái trang nếu bà con vô
cái toại khanh.com á, thì sẽ thấy cái chữ toại khanh thì bấm vô đó, rồi ở dưới này thì nó có cái chữ zoom nha, bấm vào đây rồi nó, tôi sẽ để nó, tất cả những cái đó ở ở trên cái trang này nha. Dạ, à, tất cả mọi chi tiết và mọi câu hỏi cũng của quý vị cũng được trả lời ở trên đây. À, có dạ. Những câu hỏi mà quý vị hỏi đó thì sư cũng có cả trả lời cho những cái Phật tử của như mọi nơi rồi đó. Quý vị vào đây quý vị sẽ thấy hết. À, xin cảm ơn quý vị. Okay. À, chúc quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh. Thank you. Bye bye, good night nha. Dạ, dạ cảm ơn ạ.